Làm thế nào để chuyển khoản không mất phí? Hãy xem hết video để biết cách chuyển khoản từ ZMoneyPay sang ZMoneyPay hoàn toàn miễn phí. Bước 1. Các bạn lựa chọn biểu tượng chuyển khoản nội địa như bình thường. Bước 2. Phần ngân hàng tiếp nhận, lựa chọn tài khoản ZMoneyPay và sau đó nhập số tài khoản người nhận. Lưu ý với số tài khoản của ZMoneyPay có đầu số là 91000. Nhấn tiếp tục để sang bước tiếp theo. Bước 3. Tại đây các bạn hãy kiểm tra lại thông tin người nhận bao gồm họ và tên, số tài khoản được hiển thị. Sau đó hãy nhập số tiền muốn gửi. Sau khi nhập số tiền xong, các bạn có thể thấy mục phí gửi là 0 won. Hãy nhấn tiếp tục và sau đó nhập mã PIN giao dịch 6 số để hoàn thành. Mọi thông tin thắc mắc khác, các bạn có thể liên hệ về tổng đài 1670-4565. Sau đó nhấn phí 14 để gặp tổng đài viên người Việt.